bạn đến vậy, mình này hướng dẫn cách bằng thì độc tường nhá. Độc tường mua gọn cái mới mua lại mua nguyên bỏ trong ống thì để trong ống thì sao ra được bám nhé bám còn không chảy ra được để lầu cái nước vàng nó ố thì lên ống nhà mình lấy sao pha bể là cái đường trong cái xỉ nha xỉ xỉ nha đang đục đục tường Thank you.
vỗ bể rồi viên gạch rồi ra gạch cốm mềm này. Thao tí anh trở cảnh đi nhá. Video của mình đây đã xong. Xin chào tạm biệt các bạn.